Thưa quý vị, trước tình trạng dừng đổ xe không đúng quy định, buôn bán hàng rong, vứt rác bừa bãi diễn biến phức tạp trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu giao công an thành phố nghiên cứu thành lập tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ các phường xã trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự, hỗ trợ xử lý xe ô tô dừng đổ trái quy định, không hợp tác với lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Thành phố Vũng Tàu sẽ thống kê quỹ đất công để tạo các bãi đậu xe tạm cho du khách, tránh tình trạng đậu xe tràn lan không đúng quy định ở một số tuyến đường như hiện nay.